Nam Trà My là vùng đất nằm dưới chân dãy núi Ngọc Linh cao 2.598 m, được biết đến là vùng đất trù phú nổi tiếng với cao sơn ngọc quế, sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam và các loài dược liệu quý hiếm khác. Từng là thủ đô của cách mạng khu năm trong thời kỳ kháng chiến, nên đồng bào các dân tộc ở Nam Trà My luôn một lòng kiên trung với Đảng, với Bác Hồ. Ngày 20 tháng 6 năm 2003, chính phủ đã ban hành nghị định số 72 chia tách huyện Trà My cũ thành hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Từ đây, địa danh hành chính huyện Nam Trà My chính thức xuất hiện trên bản đồ lãnh thổ Việt Nam. Ngày 1 tháng 8 năm 2003, công cuộc xây dựng quê hương mới chính thức được bắt đầu. Trải qua 15 năm đoàn kết, phấn đấu, trên tinh thần kế thừa sự nghiệp, cán bộ quân và dân Nam Trà My đã ra sức thi đua gầy dựng lấy những thành tựu to lớn, đưa quê hương vươn mình phát triển nhanh và bền vững. Qua rồi cuộc đời tâm tôi, nay cuộc sống. Trong 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My chung sức đồng lòng, khắc phục gian khó, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, phát huy nội lực để xây dựng và đã gặt hái rất nhiều thành quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Huyện Nam Trà My đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có trách nhiệm và chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn đảng bộ huyện có 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.671 đảng viên đang sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên học tập, rèn luyện và làm theo gương Bác Hồ, nỗ lực trong công tác, dâng hiến trí và lực cho sự nghiệp xây dựng quê hương, luôn chăm lo giúp đồng bào thoát nghèo bền vững. Từ đây, đã xuất hiện nhiều tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đội ngũ cán bộ đảng viên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Được xác định là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững, đồng bào Nam Trà My đã tận dụng nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ và khí hậu thuận lợi để phát triển chăn nuôi và trồng các loại cây dược liệu. Đây được xem là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để giúp người dân thoát nghèo, vươn lên xây dựng đời sống no ấm. Thậm chí, một số hộ gia đình còn trở thành tỷ phú. Xác định điều kiện thời tiết và tập quán sản xuất từng vùng, nay huyện Nam Trà My đã định hướng người dân phát huy thế mạnh với từng loại cây trồng, con vật nuôi cụ thể. Chăn nuôi tiếp tục phát triển về tốc độ. Tính đến nay, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện đạt hơn 54.000 con. Nhiều mô hình tập trung với số lượng lớn được người dân đầu tư nhân rộng đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trừ đảng nhà nước quan tâm mình đã làm chuồng trại, rồi chăm sóc nhiều hơn, rồi để giúp cho gia đình thoát nghèo. Những năm gần đây, phong trào phát triển cây dược liệu đã lan tỏa rộng khắp ở hầu hết các địa phương trong huyện. Với sự vào cuộc định hướng, tuyên truyền quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng bào các dân tộc ở Nam Trà My đã nỗ lực đồng hành phát triển mạnh mẽ các loại dược liệu quý như sâm nam, đương quy, giảo cổ lam, dỗ xanh, sa nhân tím. Đây đều là cây trồng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng đại ngàn Ngọc Linh. Bà con trồng cây dược liệu này không chỉ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập để thoát nghèo, mà qua đó còn góp phần bảo vệ rừng, tăng độ che phủ màu xanh thiên nhiên. Đặc biệt trong phát triển ngành dược liệu Nam Trà My, phải kể đến cây sâm Ngọc Linh. Đây là một loại dược liệu vô cùng quý hiếm có giá trị kinh tế siêu lợi nhuận, đã được chính phủ phê duyệt vào danh mục sản phẩm quốc gia, được Hội đồng Nhân dân tỉnh ra nghị quyết số 41 về cơ chế khuyến khích bảo tồn phát triển trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2018-2025. Đồng thời, vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia sâm Việt Nam, sâm Ngọc Linh thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Mục tiêu của đề án là nhằm phát triển thương mại các sản phẩm hàng hóa từ sâm Việt Nam để cạnh tranh thị trường trong nước, quốc tế, gia tăng giá trị tổng sản phẩm từ sâm Việt Nam đạt trung bình 30% trên năm. Thực hiện đề án này sẽ góp phần hình thành và phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm từ sâm Việt Nam với quy mô tương đương 50 tấn dược liệu sâm Việt Nam trên một năm và tăng lên khoảng 500 tấn vào năm 2030. Đề án cũng đưa ra chiến lược về mô hình sản phẩm như
tối thiểu 5 doanh nghiệp sản xuất giống sâm Việt Nam chất lượng cao, đạt tổng quy mô 5 triệu cây giống trên năm. Tối thiểu 10 doanh nghiệp sản xuất tập trung dược liệu sâm Việt Nam, đạt tổng sản lượng 50 tấn trên năm. Tối thiểu 10 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, thương mại sản phẩm từ sâm Việt Nam theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến thương mại, đạt doanh thu không dưới 100 tỷ đồng trên năm. Tối thiểu 50 tấn sản phẩm hàng hóa đa dạng từ sâm Việt Nam, trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt doanh thu không dưới 100 tỷ đồng trên năm. Với những chiến lược đó, huyện Nam Trà My đã tranh thủ cơ hội để vận động người dân tăng cường mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh. Huyện đã quy hoạch 15.000 ha đất dưới tán rừng già tại 7 trên 10 xã để người dân và doanh nghiệp trồng sâm. Tỉnh Quảng Nam cũng đã cho phép 6 doanh nghiệp lớn vào thuê dịch vụ môi trường rừng và trồng sâm. Đây là những tín hiệu hết sức lạc quan để đề án quốc gia sâm Việt Nam dần đi vào hiện thực đời sống xã hội. Đã có rất nhiều hộ gia đình đổi đời từ cây sâm, bà con dựng nhà xây kiên cố trên sườn núi Ngọc Linh, mua ô tô tiền tỷ để phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương sâm cho khách hàng. Bây giờ là có cây sâm, đang nhà nước đã quan tâm đến giúp bà con sâm để chăm sóc. Bà con ai cũng đều quý cây sâm, cây sâm là giá quý nhất. Để tăng cường công tác quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My đã tổ chức các phiên chợ sâm định kỳ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng. Tại đây, bà con trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu, nông sản, đưa sản phẩm đến trao đổi, giao thương. Bình quân, mỗi phiên chợ có khoảng 50 cây sâm cũ cùng hàng trăm mặt hàng dược liệu, nông sản đặc trưng được người dân đem tới bày bán với doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2017 trở đi, huyện Nam Trà My còn tổ chức lễ hội sâm hàng năm mang tầm quốc gia để quảng bá, xúc tiến thương mại cho sâm Ngọc Linh, hàng nông sản đặc trưng và tạo cơ hội để phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Mạng ở trên Internet cũng nói về cái sâm Trà My của mình, nó có rất nhiều công dụng mà nó cũng là một cái sản phẩm quốc gia. Và cái sâm này được nói nó là nhiều saponin tốt nhất thế giới. Thế thì mua để dự trữ để cho bồi dưỡng cái sức khỏe, đồng thời là cũng là đi một cái cách là đi du lịch thăm thú vùng Trà My này. Nam Trà My còn được biết đến với cây quế Trà My, danh tiếng cả trong nước và quốc tế. Sản phẩm quế vỏ đã được ban hành chỉ dẫn địa lý để khẳng định danh tiếng, nguồn gốc. Ngoài các vườn quế gốc truyền thống, thì những năm gần đây, diện tích trồng quế đang được người dân mở rộng với số lượng trên 1 triệu cây. Trong đó, nhà nước hỗ trợ hơn 800.000 cây, nhân dân tự gieo trồng phát triển 240.000 cây. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ra nghị quyết số 40 về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025. Hỗ trợ bảo tồn kết hợp xây dựng nguồn giống bằng cách nhà nước đầu tư kinh phí cho hộ gia đình cá nhân chăm sóc, bảo vệ cây trội để thu hái hạt giống với mức 500.000 đồng trên cây trên năm. Người dân được hưởng toàn bộ hạt giống được thu hái từ các cây trội, hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên bằng cây giống với mức hỗ trợ bằng 80% giá cây giống. Nghị quyết 40 cũng hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trồng quế Trà My trên đất trống được hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ tối đa 5.500.000 đồng trên hecta. Mỗi hộ được hỗ trợ không quá 2 hecta. Hình thức hỗ trợ là người dân trồng xong sẽ tiến hành nghiệm thu và trả tiền. Với cơ chế ưu đãi này đã giúp cho bà con Nam Trà My thi đua phát triển các vườn quế, đồi quế xanh mướt bạc ngàn. Đây sẽ là cây đem về no ấm, giàu có cho đồng bào Nam Trà My trong tương lai gần. Gần đây là đời sống của bà con nhờ cây khai thác cây quế để tạo điều kiện thu nhập của bà con ở địa phương, lại bà con á, là được sự quan tâm của Đảng Nhà nước để cho bà con trồng lại cây quế để thu nhiều cái kết quả thu nguồn thu cho dân, cho nên là nhà người đều là hướng về cây quế. Một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh kinh tế xã hội của huyện Nam Trà My trong 15 năm qua, đó là thành công trong việc bố trí sắp xếp 242 khu dân cư hiện nay xuống còn 115 khu để tạo bước đột phá về dân sinh. Trong năm 2017, đã có 14 khu dân cư được sắp xếp rất hiệu quả trong niềm phấn khởi của đồng bào. Hộ gia đình anh Trần Văn Thu
là người hưởng ứng mạnh mẽ trong việc xây dựng khu dân cư Long Túc, xã Trà Nam và cũng là người tiên phong đi đầu về chủ trương trồng cây dược liệu tại nơi ở mới. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền về đề án quy hoạch và sắp xếp khu dân cư cũng như việc trồng dược liệu, anh Thu đã chủ động thực hiện việc săn nền và dựng nhà. Khi ổn định được nhà cửa ngăn nắp, rộng rãi, anh tranh thủ sự hỗ trợ nguồn giống dược liệu và bắt tay vào trồng trên diện rộng. Đến nay, số dược liệu đã sinh trưởng và phát triển tốt, sẽ đem về nguồn thu nhập rất lớn cho gia đình. Rất là thay đổi, rất là nhiều hơn hồi trước. Hồi trước là mình ở thấy nhộp nhầy, nhà này nhà kia, thấy cũng không bao giờ được. Thấy nhộp quá, mà trên ở khu dân cư này là rất là thoải mái, dạng mình thấy gọn gàng, dạng mình trồng cây thấy rộng rãi giữa vườn, rộng rãi chỗ mình trồng cây, rộng rãi chỗ mình vệ sinh nữa, nước này, điện này, còn em đi học nữa cũng gần gũi trường. Không riêng gì làng Long Túc được sắp xếp theo hướng hiện đại, mà 13 khu dân cư còn lại đều có sự đổi thay rõ nét so với trước đây. Mỗi hộ gia đình sau khi tham gia quy hoạch đều có diện tích đất ở tối thiểu là 200 mét vuông, được hỗ trợ kinh phí săn nền, vận chuyển sườn nhà, được cấp lưới B40 làm tường rào, được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh, được hưởng lợi từ các dự án phát triển hạ tầng dân sinh như điện, đường giao thông, nước sinh hoạt. Huyện Nam Trà My đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc để giải thích tuyên truyền cho từng hộ nắm rõ chủ trương, nên đến nay mọi người hưởng ứng tích cực. Bà con đã mạnh dạn đăng ký tham gia vào đề án và một số hộ gia đình cũng nhiệt tình hiến đất đai để hình thành những khu dân cư khang trang, sạch đẹp, đảm bảo các điều kiện phục vụ sinh hoạt. Không chỉ thế, trong quá trình triển khai săn nền đất, rào vườn, làm chuồng trại chăn nuôi, bà con cũng luôn đoàn kết giúp nhau ngày công lao động để đảm bảo kịp tiến độ. Năm 2018, huyện Nam Trà My tiếp tục đề ra chỉ tiêu thực hiện sắp xếp xin phép 50 khu dân cư nữa. Qua đây đã nhanh chóng thay đổi được bộ mặt các ngôi làng từ chỗ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt khó khăn sang những khu dân cư kiểu mẫu rất văn minh, hiện đại, tạo đà để bà con có điều kiện sống tốt hơn, từ đó thi đua lao động phát triển kinh tế để làm giàu. Qua đây, góp phần xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi Nam Trà My. Đến nay, xã điểm nông thôn mới của tỉnh là Trà Mai đang gấp rút hoàn thành 2 chỉ tiêu còn lại để về đích vào năm 2020. Đối với 9 xã còn lại cũng đang thi đua triển khai sâu nổi với sự đồng hành quyết liệt của nhân dân. Từ khi thành lập huyện đến nay, huyện Nam Trà My đặc biệt tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Vì đây cũng chính là đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong đó, huyện đã tranh thủ sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh để tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông. Từ chỗ mới tái lập huyện chỉ có một tuyến đường độc đạo DT66 từ Tam Kỳ đến trung tâm huyện, thì nay 10 trên 10 xã đã có các tuyến đường nối về trung tâm huyện và một số xã đã có các tuyến đường kết nối với tỉnh bạn như quốc lộ 40B nối với tỉnh Kon Tum, Măng Lùng, Đắk Lai, Trà Vinh, Đắk Ru, Trà Lăng, Phước Thành, đặc biệt là các tuyến đường liên xã, liên thôn. Nhằm rút ngắn khoảng cách đi lại trong nhân dân, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa để tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm đầu tư vào các công trình phục vụ thiết thực cho việc sản xuất nông nghiệp như thủy lợi nhỏ, hệ thống kênh mương, giúp nông dân chủ động nguồn nước tưới cho diện tích đất canh tác, nhằm nhanh đảm bảo nguồn an ninh lương thực trong nhân dân. Hiện nay, hệ thống giao thông nông thôn tại tất cả các xã trên địa bàn huyện cũng được quan tâm đầu tư đúng mức. Xác định giao thông nông thôn là một trong những mắt xích thiết yếu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện phát triển cơ giới hóa trong sản xuất, trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Những năm qua, huyện Nam Trà My đã và đang tập trung huy động nhiều nguồn lực kết hợp với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng nhiều km đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhiều tuyến đường đất ở vùng sâu vùng xa trước kia nay đã được đổ bê tông, giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần nâng cao đời sống đồng bào. Sau 15 năm xây dựng phát triển đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được cải thiện đáng kể. Khoảng 2 năm nữa, vùng quê Nam Trà My sẽ được kết nối với bên ngoài bởi 5 trục đường lớn, đó là đường quốc lộ 40B kết nối với thành phố Tam Kỳ và đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn kết nối với Quảng Ngãi, đường Trà My Phước Thành kết nối với huyện Phước Sơn, đường Trà Vinh Đắk Ru kết nối với vùng đông tỉnh Kon Tum và đường Măng Lùng Đắk Lai kết nối với phía bắc tỉnh Kon Tum.
Từ đây sẽ mở ra vận hội rất lớn để Nam Trà My chào đón nguồn lực đầu tư ở bên ngoài. Từ khi ta lập huyện, một cái chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, lãnh đạo huyện tập trung đầu tư xây dựng cái huyện mới trên cơ sở sự hỗ trợ của tỉnh, của các bộ ngành trung ương. Ở huyện, quan điểm ban đầu huyện là tập trung cho cái việc phát triển giao thông. Làm thế nào có giao thông thì nó mới giải phóng được sức lao động của bà con, đồng bào, dân tộc thiểu số trên này. Cũng như là cái việc giao thương hàng hóa giữa đồng bằng và miền núi Nam Trà My. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng thu được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục và đào tạo cũng thu được những kết quả đáng phấn khởi. Hiện toàn huyện có tổng số 31 đơn vị trường học với 390 lớp và 8.362 học sinh. Trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia và sẽ tăng lên 8 trường chuẩn vào năm 2020. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, hạ tầng trường lớp và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư cơ bản đáp ứng với nhu cầu đào tạo, nâng cao dân trí cho con em đồng bào. Hiện toàn huyện có gần 90% phòng học kiên cố, chất lượng dạy và học cũng được tăng cao. Tỷ lệ học sinh ra lớp luôn ở mức cao, công tác phổ cập giáo dục các bậc học luôn được đảm bảo. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp tăng lên từng năm. Đặc biệt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, huyện Nam Trà My có một thí sinh ở xã Trại Dân đạt điểm 10 duy nhất của tỉnh Quảng Nam. Đó chính là tín hiệu lạc quan đối với sự nghiệp trồng người nơi rễ cao này. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được Nam Trà My chú trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Trạm y tế 10 trên 10 xã được xây dựng kiên cố, máy móc thiết bị phục vụ khám chữa bệnh được trang bị đồng bộ. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đảm bảo, công tác vệ sinh, phòng bệnh cho nhân dân được chú trọng. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đạt kết quả. Hiện toàn huyện có 5 trên 10 xã đã có bác sĩ đảm đương trọng trách chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng được thực hiện đảm bảo kịp thời, chu đáo. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa mỗi năm đạt trên 285 triệu. Triển khai xây dựng hàng chục nhà tình nghĩa cho người có công. Vận động công chức, viên chức, người lao động tiếp nhận phụng dưỡng năm mẹ Việt Nam anh hùng và thường xuyên thăm hỏi động viên các mẹ nhân dịp lễ Tết. Cùng với đó, công tác sưu tra, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang huyện để an táng cũng được đảng bộ, chính quyền và đồng bào Nam Trà My quan tâm hàng đầu. Công tác quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Nam Trà My quan tâm rất lớn đến việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương bằng các hoạt động huấn luyện cho các lực lượng, thường xuyên tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã nhằm nâng cao công tác sẵn sàng chiến đấu chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được thực hiện nghiêm. Việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được quan tâm triển khai, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân yên tâm thi đua lao động và duy trì môi trường an ninh để thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội vào Nam Trà My. Với tất cả sự đoàn kết, cố gắng đã đưa Nam Trà My từ vùng đất khó khi mới vừa tái lập đến nay đã cơ bản ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 56,07%. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng cao. Nguồn thu ngân sách nội địa đã tăng mạnh. Hạ tầng dân sinh phát triển đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt hơn 10%, tiềm lực địa phương đang được khai thác một cách bền vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm xây dựng vững mạnh, và hơn hết là Nam Trà My đã tìm được hướng đi riêng biệt để phát triển kinh tế, đó là thực hiện 3 khâu đột phá gồm xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư. Để chúng ta xây dựng được cái đảng bộ, cái chi đảng bộ thật sự là trong sạch vững mạnh, xây dựng cái đội ngũ cán bộ thật vững mạnh, đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Từ đó để cán bộ của chúng ta đủ trình độ, đủ năng lực, đủ cái điều kiện để lãnh đạo nhân dân, để đủ điều kiện để điều hành quản lý nhân dân và quản lý cán bộ
để làm sao chúng ta đưa cái huyện đảng bộ của chúng ta ngày càng phát triển về mọi mặt, cả về kinh tế, về xã hội, và đảm bảo và quốc phòng và an ninh, thực hiện được, tập trung thực hiện nghiêm túc, triển khai nghiêm túc các cái chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các cái nghị quyết về 18-19 và cái nghị quyết của tỉnh ủy, nghị quyết 05, nghị quyết 02 của tỉnh ủy. Đấy, chúng ta xây dựng được đội ngũ cán bộ và vững mạnh, đủ khả năng, đủ trình độ, thì như vậy cái việc mà thực hiện đủ điều kiện, đủ năng lực để lãnh đạo nhân dân, thì việc mà thực hiện các cái nghị quyết, các cái chủ trương về phát triển kinh tế xã hội thì nó mới đảm bảo được cái yếu tố mà đặt ra của chúng ta. Trải qua 15 năm với sự phấn đấu không ngừng của toàn huyện, giờ đây Nam Trà My đang thực sự đổi thay, chuyển mình đi lên trên con đường hội nhập. Đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vượt khó sáng tạo của một vùng đất anh hùng trên hành trình xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng, phát huy những thành tựu đạt được và biết tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, gắn với khơi thông nội lực sẽ là mục tiêu để đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Nam Trà My viết tiếp trang sử mới, đưa quê hương ngày càng phát triển bền vững văn minh.